Ngày 31 tháng 3, Đảng ủy Việt Tiên Banh đã tổ chức hội nghị học tập chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018. Hội nghị được tổ chức trên quy mô toàn hệ thống với 183 điểm cầu truyền hình với sự tham dự của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Việt Tiên Banh. Đến dự hội nghị có giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Thạo, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Việt Tiên Banh có đồng chí Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Việt Tiên Banh cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, công đoàn, Đoàn Thanh niên Việt Tiên Banh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Việt Tiên Banh nghiêm túc học tập và sau hội nghị cần triển khai ngay chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo Bác thông qua hành động, việc làm cụ thể. Trong quá trình đó, đồng chí Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng, người đứng đầu chuyên môn tại các đơn vị phải đi đầu, thực hiện nghiêm túc để làm gương cho cấp dưới. Tại hội nghị học tập ngày hôm nay, tôi tin tưởng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Tiên Banh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tại hội nghị, các đảng viên, người lao động toàn hệ thống Việt Tiên Banh đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo và Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú quán triệt, trao đổi những nội dung chính của chuyên đề năm 2018 và phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận các chuyên đề học tập theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn sát với hoạt động của Việt Tiên Banh. Qua đó, giúp toàn hệ thống Việt Tiên Banh nắm bắt được các quan điểm, nội dung xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, xây dựng tác phong lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việt Tiên Banh nâng giá trị cuộc sống.